Vợ ơi, hôm nay anh muốn mời thằng Tuấn về nhà ăn cơm tối. Anh điên à? Nhà thì bề bộn ngập ngụa trong rác bẩn, cả tuần nay em cũng chưa đi chợ lấy gì mà nấu ăn đãi khách. Còn bát đĩa suốt mấy ngày anh có chịu rửa? Thế mà anh còn dày mặt mời bạn về nhà à? À, em đừng lo. Thằng bạn anh định lấy vợ. Anh muốn cho nó đi thực tế tìm hiểu trước rồi đưa ra quyết định cuối cùng ý mà.